mời các bạn lắng nghe radio số 135. Bye guys. Em chào chị. Hello mọi người. Hello mọi người. Anh chị đang chơi gì vui vậy? Anh chị đang tham gia cuộc thi trên đài phát thanh để được những quả. Nhưng mà bị loại rồi. Ủa, gửi bài cho đài phát thanh là có quà hết anh chị? Quà gì vậy? Người ta tặng nhiều quà lắm nha. Người ta tặng vé đi du lịch Phú Quốc nè, tranh điêu khắc nè, còn có tivi, tủ lạnh. Ngoài ra còn có đồ ăn, mỹ phẩm mắc tiền nữa. Hả? Có nguyên một bộ mỹ phẩm mắc tiền luôn hả chị? Ừ. Ừ, vậy thì em cũng có thể gửi bài luôn đúng không? À, thì bây giờ lên phòng chú chị cho sáng tác ha. Dạ. Chị cũng tò mò muốn biết em viết gì cho chị đi với nha. Dạ, biết. Đi thay. Chú. Đi thay. Sao giống gia đình trẻ quá vậy? Trước khi đến phần quảng cáo, tôi xin giới thiệu bài viết của một cô bé nông thôn mà lần trước đã nhắc tới. Cô bé nông thôn. Xin chào tất cả mọi người. Em đó hả? Con tên là Lê Tâm Anh. Con đến từ một vùng nông thôn xa xôi, một nơi không biết nước ngọt là gì. Vào một ngày nọ, có mấy chú xấu xa đã đánh bắt ba của con đi. Cho nên con và chị phải chia tay ba rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai chị em của con được sống ở nhà của một người ông giàu có. Cái gì vậy trời? Sao nghe chuyện giống nhỏ mài quá vậy? Đột nhiên đến một ngày, bà con thực sự xuất hiện. Nhưng trong lúc chơi trốn tìm, bà con lại biến mất thêm một lần nữa. Chị con đã an ủi rằng sang năm bà kiếm được nhiều tiền rồi sẽ quay về đón chúng con. Ba ơi, nếu ba nghe được chương trình này thì con cũng muốn nói với ba một điều. Con yêu ba nhiều lắm. Ồ, đây đúng là một bài viết cảm động. Tâm Anh ơi, có lẽ ba con cũng đã hiểu được tấm lòng của con. Cô bé này thổ lộ là muốn có một hộp kem dưỡng da, nên chúng tôi không thể nào từ chối được. Hy vọng chị của con sẽ bất ngờ với món quà mà Tâm Anh dành tặng. Ừ, vậy là chúng ta sắp có quà rồi. Làm gì xiên quá vậy? Chưa có bài viết mới đâu. Ý, coi nè, coi nè. Cái này hay lắm nè chị. Cái gì vậy? Nè chị nhìn đi. Cô bé nông thôn á hả? Ờ, 20 trang web đang download nội dung của cô bé đó. Và chỉ ra có bài viết đó thôi à. Ờ ha. Đây đúng là một kỷ lục mới luôn á. Trước khi chúng ta thưởng thức bài hát cuối cùng, cho hỏi cô bé nông thôn Lê Tâm Anh có đang nghe đài không ạ? À, dạ có ạ. Nếu có theo dõi chương trình, mong con gửi thêm một bài viết nữa. Bởi vì cô đang nhận được rất nhiều câu hỏi và lời yêu cầu. Họ muốn tìm hiểu cuộc sống của hai chị em ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Ờ, dạ, dạ được. Nè, nhỏ mày kia, ai cho phép mày nghe radio của tao? Ờ, cô nói là mình có thể nghe radio lúc nào cũng được. Dám bị chuyện hả? Đưa đây cho tao. Không, đưa này. Không, trả đây. Trời ơi, sao người như chó như mèo cãi nhau hoài vậy mấy đứa? Thôi đi. Ông ngoại ơi, nó dám mặt học ra đi. Ông ngoại giết con à. Trời, vậy đi, vậy cho nó bớt hỗn láo lại. À, ông ơi, con cũng cảm ơn ông nhiều. Nhờ ông mà Lam Chi nó không dần radio với con nữa. Ừ, không có gì đâu con. Không có đâu mày. Thôi, thôi đừng buồn nữa. Lấy điện thoại của chị con nghe đỡ đi nha. Ờ, dạ. Ai đó, vô đi. Anh Nguyên ơi. Ơi. Anh cho em mượn cái máy tính của anh một chút được không? À, được. Sao? Em gửi bài tiếp cho đài hả? Uh-huh. Em nổi tiếng lắm rồi đó. Dùng đi. Dạ. Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết nữa của cô bé nông thôn Tâm Anh. Nhà mà chúng tôi tá túc ở Sài Gòn là nhà của ông Đỗ Tú Tài. Ông là giám đốc của một công ty cung cấp lương thực rất lớn. Mỗi lần ông thả bom là vang khắp cả nhà. Có lẽ trên đời này không có người nào có khả năng thả bom giỏi như ông hết. Tùy theo tâm trạng mà tiếng thả bom của ông khác nhau. Những lúc mà ông nổi giận thì bùm. Những lúc vui thì bùm. Vậy trời,
ta nha, mà cái chuyện thả bom mất vệ sinh quá. Nét mặt của ông thể hiện theo tiếng thả bom rất đa dạng. Thỉnh thoảng nó làm cho con giật mình và ngập thở vì cái mùi của nó. Nhưng con không hề ghét tiếng thả bom của ông chút nào hết. Vì ông là ân nhân của con, không thì hai chị em con cũng không biết phải đi đâu, về đâu ở Sài Gòn này. Nè, chú Bảo, hình như là đang nói về giám đốc đó. Tôi đã nói ngay từ đầu là ông đủ cái tài mà. Nói đúng lắm luôn á. Bởi vậy á, ông đi đâu cũng thả bom hết trơn đó. Làm như có ai nói xấu mình thì phải. Ngứa tai quá. Trời ơi, bạn mình ơi. Gì vậy? Lại đây nè bạn mình. Gì vậy? Trời ơi, bạn biết tin gì chưa? Tin gì? Bạn nhìn đi. Đó, số lượng từ khóa cứu thả bom của ông bạn đó, nó tăng một cách sắp mặt luôn. Nè, bạn nhìn đi. Khắp các fanpage Facebook, YouTube này nọ, quá trời mấy mà clip mà siêu bom tấn của ông bạn luôn đó. Siêu bom tấn? Phải, ông bạn vừa tạo một siêu bom tấn. Đã nói là không có thả bom mà, không phải là không phải. Giám đốc ơi, giám đốc, ở ngoài á, người ta gọi dùng dập rồi, gặp ông thả. Cái gì? Đòi gặp giám đốc ạ. Nói tôi cũng coi đây. Dạ. Đi đi. Chuyện gì vậy ta? Alo. Chứ hỏi đây có phải là giám đốc Đỗ Tú Tài không ạ? À? Ờ, tôi Đỗ Tú Tài đây. Ông chính là người thả bom nổi tiếng có phải không? Thôi nào, tôi không có thả bom. Thực phẩm công ty ông toàn là mùi bom không à? Bậy bạ không à? À, ông mới thả bom nữa kìa, tôi mới vừa nghe. Bậy bạ, tách. Ủa vậy là sao? Thực phẩm có mùi, thả bom. Vụ gì đấy? Hả? Ai làm chuyện này vậy? Ủa, chị hả? Chị ơi, em có cái này cho chị nè. Cái gì vậy? Mua đi. Để lên. Để nó xem. Ừ, này là gì đây? Mở ra đây là biết hả? Ủa, cái này là cái gì? Cái này là Đặng Thái Thanh gửi cho em đó, kem dưỡng da nha. Họ nói bài viết của em nổi tiếng rồi đó. Thiệt hả? Ừ. Wow. Ê, hay là bán cái này đi. Cái này bán được nhiều tiền lắm á. Không, em cố gửi bài cho Đài Phát Thanh để lấy cái này về cho chị mà. Không bán đâu. Chị xài đi. Vậy chị xài thử nha. Ừ. Thấy sao? Đẹp lắm á chị. Chị là đẹp số 1 luôn. Mỹ nhân thanh khiết lê tâm ý. Đồ cơ nè. Đi chị không hết chọc vậy đâu nha. Chết nè, dám chọc nè. Dạ, con chào ông. Con chào ông, dạ chú. Ông ơi, con cơm vô để con dọn cơm cho ông nha. Thôi khỏi cần đi. Không biết cái đứa nào mà nó bêu rếu. Nó nói ba đánh rắm. Bây giờ cách tốt nhất á là mình phải tìm cách nào để khôi phục lại thương hiệu. Chứ nếu để thông tin mà thực phẩm của mình có mùi đánh gắm lộ ở ngoài là chết luôn á ba. Triệu tập ngay cuộc họp ngày mai, nghe chưa? Dạ. Tin đồn chú thả bom á như là cú đánh rất mạnh vào công ty lương thực của chúng ta. Có đối sách gì không? Trước khi có tin đồn chú thả bom á thì hình ảnh của công ty chúng ta cũng không được tốt đẹp cho mấy. Cho nên khi mà tin đồn này xì ra thì mọi người tin liền. Rụng lại bó tay. Phải có một cái kế sách gì chứ để thoát qua cái cân nặng này chứ. Bà, hay là mình đăng quảng cáo trên TV nha bà. Mày rảnh quá mày đăng quảng cáo hả? Hết chuyện làm rồi hả? Bây giờ nó đăng khúc mắc vấn đề tài chính nữa. Bây giờ trường cái mặt ra cho người ta chửi hả? Trời ơi, không rồi có trong suy nghĩ tùm lum tà la hết. Ngồi họp cả tiếng đồng hồ không dám nói câu nào. Mới nói được con câu chửi người ta nữa. Ra ngoài. Đang họp mà bà. Tao nói mày ra ngoài. Được được. Chú, con thấy anh Ngọc nói cũng có lý á chú. Bây giờ người ta đồn thổi về công ty của mình quá trời nhiều. Mình hãy lấy cái đó làm ưu điểm, lấy bàn đạp để mà phát huy, để cho mọi người biết về công ty của mình nhiều hơn. Nói cũng có lý.
chú, con nghĩ như vậy nè. Cái tin đồn mà chú thả bom á thì nó giống như là một cái gì đó xấu xấu đúng không? Bây giờ mình hãy khoác lên mình nó một cái áo thật là tinh khiết. Khi đó mình sẽ soi dịu lòng tin của mọi người và mọi người sẽ tin liền. Đó, chi phí quảng cáo rất là ít. Dạ, thưa ba, con ra ngoài nha ba. Ai cho ra, ngồi đi. Cũng có lý. Dạ. Không không, bây giờ vậy, cậu phải lên một cái kế hoạch thật chi tiết cụ thể về cái vụ quảng cáo cho tôi. Dạ. Vậy đi. Là người ta cho giữ vô cũng lấy ý tưởng của người ta. Ra ngoài! Ba mới cho phép con ở đây mà. Mày hỏi cách cớ á, tao nói mày ra ngoài! Dạ. Dạ vậy còn con sao chú? Ngồi đó. Không biết sống sao vừa lòng luôn. Trời ơi trời, nó bắt chước tới con nữa kìa. Ba, sao tự nhiên lại phải quảng cáo vậy? Thì có người nó đồn là thực phẩm của công ty mình á có mùi thả bom, cho nên ba mới làm vậy. Trời ơi, con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, ba cứ thả bom bừa bãi hoài mà ba không nghe. Vậy thì sao? Ba mà biết kẻ nào nó làm á, chết tay ba. Bắt đầu kìa ba, bắt đầu rồi kìa. Công ty tài hoa của chúng tôi luôn hết lòng chuẩn bị như món ăn, được tự hào là có độ tươi sống thuộc loại bậc nhất quý vị. Tại sao nó bậc nhất? Là tại vì nó rất là tươi. Cái thứ hai là gì? Bao giờ nó cũng có những nguồn gốc thiên nhiên. Khói đã bốc lên rồi, đã chín rồi đó. Đã bao giờ quý vị nấu cơm bằng nước tinh khiết chưa? Chắc chứ gì? Thì đây, chúng tôi luôn thành tâm tạo ra những món ăn như là chính cho gia đình của mình vậy. Ông ơi ông. Gì? Trong cơm của ông hình như có mùi của đường sâu đó ông. Vậy hả? Ồ, ngoan. Đúng là có mùi vị của rừng sâu, hết sức là thiên nhiên quý vị à. Công ty tài hoa của chúng tôi luôn tự tin khuyên mọi người hãy dùng sản phẩm của tài hoa. Ôi là trời. Bước đầu gì là tạm ổn. Công nhận ba lên hình cũng ăn ảnh ghê ha. Ba, tiếp theo phần 2 á, ba cứ giao cho con làm người mẫu ảnh đi. Để con nói với trưởng phòng Kim, con mà lên ảnh là bảo đảm xuất sắc liền, con đẹp trai hơn ba. Khi nào mà được lên giám đốc hãy tính.